Gửi mình video chi tiết cách sử dụng chiếc két sắt nhập khẩu thông minh cao cấp, được sử dụng khóa vân tay kết hợp với điện tử và có thêm cả tính năng cài đặt app mở bằng điện thoại và thông báo số lần mở chiếc két sắt ra ở trên điện thoại. Đầu tiên, khi chúng ta mới mua chiếc két sắt về thì két sắt của chúng ta sẽ không thể hoạt động được bởi vì do là chưa lắp pin. Hoặc là khi mà chúng ta đang sử dụng, nếu như chiếc két sắt có bị hết pin hay quên mật khẩu thì chúng ta sẽ sử dụng cái chìa khóa giải cứu mà công ty cấp cho. Chìa khóa này là chìa từ, đảm bảo chống đánh và không thể nào đánh được ở bên ngoài thị trường, rất là tốt. Để mở được cái két sắt này ra bằng cơ thì chúng ta cậy cái nhãn hiệu này sang bên phía bên tay phải. Sau đó là chúng ta cắm cái chìa khóa này vào và tiếp đến chúng ta xoay cái chìa này sang bên phía bên tay phải. Sau đó chúng ta ấn vào cái phần tay nắm mở khóa, tự động sẽ lao ra và chúng ta xoay chìa khóa này sang bên phía bên tay phải. Vậy là chúng ta sẽ mở được cái két này ra bằng cơ. Và sau khi mà mở được két ra bằng cơ rồi thì các bạn có thể là sửa cái lắp này sang bên phía bên tay phải thì sẽ có phần lắp pin. Lắp pin ở đây thì rất là dễ, pin của két sắt sử dụng là viên pin 2 chữ A. Thì chúng ta mua ở các cửa hàng tạp hóa ở đâu cũng bán hết, thì chúng ta lắp vào. Và sau khi lắp vào thì cái màn hình cảm ứng nó sẽ hiển thị là sáng đèn lên. Đó, thì chúng ta sẽ sử dụng được vân tay với cả điện tử. Sau khi mình đã mở được ra xong thì chúng ta sẽ rút chìa khóa ra và chúng ta đóng cái lắp này lại. Và đặc biệt lưu ý là khi chúng ta sử dụng thì các bạn nên để cái chìa khóa này ở bên ngoài. Nhiều khách hàng của bên mình cẩn thận quá thì họ để cái chìa này ở bên trong, đến lúc khi cần thì lại không thể mở được cái két này ra được. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách sử dụng cài đặt mã số điện tử. Thì sau khi mở được cái két này ra rồi thì để cài đặt được mã số điện tử thì ở đây là phím số 1 là phím cài app, tức là thông báo về điện thoại. Phím số 2 là cái phím cài đặt vân tay hoặc là điện tử. Thì chúng ta ấn vào nút phím số 2 có chữ đây này. Kế tiếp đến là chúng ta nhập cái mật khẩu cài đặt vào. Thì mật khẩu cài đặt của công ty sẽ là 123456. Sau đó các bạn kết thúc bằng nút thăng. Sau khi chúng ta nhập mật khẩu xong, nếu như để chúng ta muốn cài đặt mã số điện tử, chúng ta ấn luôn phím số 1. Kế tiếp đến chúng ta nhập luôn cái mật khẩu mà chúng ta muốn cài đặt vào. Giả sử mã bảo mật của mình là số 152637. Sau khi mình ưng cái mật khẩu bảo mật này rồi, mình kết thúc một nút thăng. Thế là mình đã cài đặt được mật khẩu thành công. Kế tiếp đến, nếu như chúng ta muốn cài đặt cái mã số, cái vân tay thì chúng ta ấn phím số 2. Kế tiếp đến chúng ta đặt vân tay mà chúng ta đang cần sử dụng vào. Các bạn đặt giữ. Thế là chúng ta đã cài đặt được vân tay. Để các bạn có thể cài đặt được thêm vân tay nữa thì chúng ta ấn phím số 2. Và các bạn lại nhập cái đặt vân tay mà chúng ta muốn cài đặt vào. Các bạn đặt vào xong lại thả ra. Để cài thêm được vân tay nữa thì tương tự như vậy, chúng ta lại ấn phím số 3 tiếp thì chúng ta sẽ cài được thêm vân tay. Và tiếp theo đó là cách đổi cái mật khẩu mặc định 1456, chúng ta ấn phím số 4. Kế tiếp đến chúng ta nhập cái mật khẩu mặc định mà chúng ta muốn cài muốn thay đổi vào, ví dụ mình là dùng 4 số 9 chẳng hạn thế. 5 số 9 chẳng hạn thế, xong mình ấn nút thăng. Kế tiếp đến là mình sẽ ấn lại một lần nữa. Thế là chúng ta đã thay đổi được mật khẩu thành công. Và sau clip này ở bên dưới đường link thì sẽ có cái hướng dẫn cách sử dụng cái app ở trên điện thoại. Các bạn ấn nút sao để thoát chế độ, thế là xong. Sau khi mà chúng ta đã cài đặt xong thì chúng ta có thể thử lại. Thì để mở két ra bằng vân tay này thì chúng ta đặt vân tay vào đây. Thì các bạn ví dụ mình chưa cài ngón cái này thì mình ấn vào đây thì nó sẽ báo lỗi không mở ra. Nhưng mà nếu như mình cài đúng cái ngón trỏ mình vừa cài thì sẽ mở được két ra ngay. Kế tiếp đến là mình mở két ra bằng cách cài đặt mã số điện tử. Thì chúng ta lại quẹt vào màn hình cảm ứng. Chúng ta nhập mã số điện tử vào, ví dụ 152637 thăng. Đó, open, chúng ta sẽ mở được két ra luôn. Rất là dễ và hiệu quả. Và để các bạn có thể biết thêm cách sử dụng cái két này cài đặt app ở trên điện thoại để chúng ta có thể mở được cái két này từ xa khi mà chúng ta đi vắng, hoặc là khi mà có người ta mở cái két sắt này của chúng ta ra thì sẽ có thông báo ở trên điện thoại để cho chúng ta biết được là ai đang đột nhập vào chiếc két sắt của các bạn, thì các bạn có thể đón xem video tiếp theo ở dưới comment ở trong phần mô tả của video clip này là các bạn sẽ thấy được luôn.